Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này xin hân hạnh giới thiệu vị khách mời mới, đó là dược sĩ Danny Nhân Đặng từ New York. Xin chào dược sĩ Danny. Dạ, xin chào chị Trà My và quý vị độc giả của đài VOA. Tôi Cảm rất ơn. anh chị. Dạ, cảm ơn tiếng cảm ơn dược sĩ. Trà My xin lỗi là vì có rất là nhiều những vị khách mời ở đây mà nhiều khi mình lẫn lộn đó. Dạ, dược sĩ Danny Đặng là một người hành nghề lâu năm trong lĩnh vực dược dược và ông hiện là ở New York và đến với chương trình ngày hôm nay để nói về vaccine. Quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi hàng tuần thì cũng biết là trong suốt những thời gian gần đây, những thông tin liên tục về vaccine COVID là mối quan tâm hàng đầu, nhất là trong giai đoạn này ở Việt Nam đã bắt đầu rất là nhiều người được lần lượt được chích vaccine và chủ yếu là vaccine của Trung Quốc. Thì ngày hôm nay với những cái thông tin mới, chúng tôi sẽ lần lượt đưa đến quý vị là mũi tiêm thứ tư. Quý vị nghe nhiều về hai mũi tiêm gọi là tiêm chủng đầy đủ, gồm hai mũi, mũi 1 và mũi 2. Sau đó mình có nghe tới mũi thứ ba và bây giờ là mũi thứ tư. Có thể có những người phải cần đến mũi tiêm thứ tư vaccine COVID, đó là những ai? Và trong lúc này thì có thông tin mới về vaccine cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi sắp được Mỹ chấp thuận cho chích ngừa đại trà nơi trẻ em từ 5 tới 11 tuổi với vaccine Pfizer. Thì những điều cần biết với cái vaccine này đối với trẻ em như thế nào? Và những thông tin liên quan tới việc là những người bệnh nhân mắc COVID đó, cái thời gian lây lan của họ trong bao lâu và khi mà họ hồi phục rồi thì họ cần phải làm những gì kế tiếp. Mời quý vị cùng tìm hiểu những thông tin đó với dược sĩ Danny Đặng trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh Danny, xin hỏi thăm lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau thì cho mình có thể là hơi vấp váp về cái cách xưng hô là vì ở đây mình nói chuyện với dược sĩ, tiến sĩ, bác sĩ hơi nhiều, anh thông cảm nhé. Nên nhiều khi nói lộn là dược sĩ hoặc là tiến sĩ hay bác sĩ, anh cũng thông cảm với lại những cái phần bình luận đó. Khán giả nhiều khi họ cứ gọi bác sĩ. Dạ. Xin hỏi anh về cái mũi tiêm thứ tư trước đi, tại vì nó liên hệ tới tất cả mọi người, kể cả những người đang ở Việt Nam đã chích hai mũi đầy đủ rồi, có người chuẩn bị đang chờ đón mũi thứ ba, và có nhiều cái trường hợp hiếm hoi cũng chích luôn bốn mũi vaccine Trung Quốc luôn ở Việt Nam rồi. Đấy, thì bây giờ xin hỏi cái mũi vaccine thứ tư mà CDC là Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ có nhắc tới là chắc chắn sẽ có những người cần đến mũi tiêm thứ tư vaccine COVID, đó là mũi tiêm dành cho những ai, thưa dược sĩ Danny? Dạ, cảm ơn chị. Vâng, thì hiện nay thì cái mũi thứ tư là chưa phát hành ở nước Mỹ, nhưng nó làm cho cái thông tin của CDC nó sẽ bắt đầu. Thì những đối tượng mà có thể theo chích mũi thứ tư là những người có cái đề kháng yếu từ dạng trung bình cho trầm trọng, ví dụ như những người đang dùng những cái thuốc ung thư hoặc là bệnh những cái trường hợp. Nói chuyện với nhau thì Dạ. Thì cái mũi thứ tư hiện tại đang đang bàn thảo gì cái CDC họ đang chờ để kết luận. Thường thường những cái người mà chích mũi thứ tư đó, theo hiện tại cho thấy là có thể là cách nhau 6 tháng từ cái mũi cuối cùng. Xin hỏi. dạ, Trà My xin lỗi quý vị có chút trục trặc kỹ thuật nha, vừa rồi Trà My có nghe một cái âm thanh từ cái đường dây của mình vọng lại. Như vậy là mũi thứ tư này chưa thực hiện trên cái thực tế, tức là chưa áp dụng, nhưng mà đã có một cái khuyến cáo từ CDC, có nghĩa là những người trong tình trạng rất là yếu kém về miễn dịch thì sẽ cần đến mũi vaccine thứ tư chống COVID. Những người yếu kém miễn dịch đó có thể là những người bị hệ thống miễn dịch có vấn đề do bệnh trầm trọng, bệnh nan y, ví dụ như ung thư, ví dụ như đang trị liệu về ung thư, hoặc là đang uống những cái thuốc nào đó nó can thiệp tới cái hệ thống miễn dịch của họ, hoặc là những người bị miễn nhiễm, cái bệnh gọi là bệnh miễn nhiễm là vốn là đã có cái đề kháng miễn dịch yếu kém rồi, phải không ạ? Và Dạ những vâng. người này sẽ phải cần đến cái mũi thứ tư theo khuyến cáo của CDC, và họ yêu cầu là cái mũi thứ tư này thì những cái đối tượng đó đó nên đi tới đâu để chích ngừa và nên chích loại vaccine nào, thưa dược sĩ Danny? Dạ, thường thường thì những cái hiện tại thì mà bệnh nhân có thể đến những tiệm thuốc cái chất phòng mạch của bác sĩ hoặc là bệnh viện hoặc là những trường học tổ chức hoặc là những cái nơi công cộng mà cái sở y tế họ chấp nhận để mà làm. Dạ. Và như vậy cái mũi thứ tư này cách mũi thứ ba hoặc là cách mũi thứ hai thời gian là 6 tháng phải không ạ? Hồi nãy tiến sĩ có nói. Dạ. Dạ, ra cách nhau là khoảng 6 tháng. 6 tháng cứ mỗi mũi như vậy cách nhau 6 tháng. Dạ. Dạ, tại vì Pfizer mình biết là mũi 1 cách mũi 2 là 3 tuần. Rồi từ mũi thứ 2 tới mũi thứ 3 là Thì tính mũi chứ. thứ 2 đến mũi thứ 3 là trong 6 tháng.
Dạ, và bây giờ cái mũi thứ tư cho những người đặc biệt như vậy đó thì cũng cách cái mũi thứ ba tới 6 tháng nữa Dạ để đúng. tăng cường cái sự bảo vệ do cái hệ thống miễn dịch của những người này vốn đã rất là yếu kém so với những người bình thường. Như vậy đó là tình hình ở Mỹ, với khuyến cáo của CDC thì nó cũng áp dụng luôn cho những cái trường hợp khác. Ví dụ như quý vị ở Việt Nam, quý vị là những bệnh nhân ung thư, quý vị có hệ miễn dịch rất yếu kém thì quý vị cũng biết chuẩn bị tâm lý cho mình, tinh thần cho mình là hai mũi vaccine không đủ cho mình để chống chọi với COVID. Mình có thể phải cần tới mũi thứ ba và thậm chí là mũi thứ tư nếu như cái điều kiện vaccine ở nơi quý vị sinh sống cho phép. Và hiện bây giờ mình đang nói cái mũi thứ ba và thứ tư này chỉ đối với vaccine Pfizer thôi. Tại vì ở Mỹ thì chỉ mới có Pfizer mới được cái sự chấp thuận cho chích cái mũi thứ ba trở lên. Còn những vaccine khác thì hiện bây giờ thì là hai mũi hoặc là một mũi. Hai mũi là Moderna và một mũi là Johnson & Johnson. À, cái mũi thứ ba đó trước kia đó người ta gọi là mũi tăng cường, mũi tiêm bồi, nhưng bây giờ thì hình như không gọi là mũi tăng cường nữa mà là gọi là mũi đầy đủ luôn, phải không thưa dược sĩ? Vì sao có cái sự thay đổi này? Dạ thì vì phần đông có cái sự thay đổi này vì một số bệnh nhân nằm trong cái trường hợp những liên can về cái vấn đề nguy hiểm sức khỏe thì gọi là at risk, thì cái population này nó ra rất là nhiều, thành ra là người ta đổi ra cái chương trình. Mà cái mũi thứ ba này cách cái mũi thứ hai là 6 tháng, còn cái mũi tăng cường lúc đầu thì nó chỉ có cách nhau trong 2 tháng thôi, thì đó là cái do sự khác biệt. Dạ, tức là ý khoa nói rằng là vì cái thành phần dân số bị rủi ro nó cao với COVID, thành ra thay vì hồi xưa gọi là mũi tăng cường thì bây giờ người ta định nghĩa lại. Nếu trước đây hai mũi gọi là tiêm chủng đầy đủ thì hai mũi tiêm bây giờ chưa được gọi là tiêm chủng đầy đủ mà phải tới cái mũi thứ ba mới là gọi là đầy đủ, thưa quý vị. Tại vì theo một cái thời gian thì thấy cái hiệu quả bảo vệ của vaccine trước COVID, đặc biệt là trước biến thể Delta, có thay đổi, có sụt giảm đi, có mai một đi. Thí dụ như Pfizer trước đây đó là 88% bảo vệ hai mũi thì bây giờ chỉ còn có 40 mấy% bảo vệ hai mũi thôi chẳng hạn vậy, thì bây giờ họ phải thêm một mũi thứ ba, nhưng mà vốn gọi là tăng cường thì bây giờ không gọi là tăng cường nữa mà mới gọi là đầy đủ, tại vì nó phải kích lên tới cái mức gọi là 80-90% bảo vệ thì mới gọi là tiêm chủng đầy đủ, thưa quý vị. Như vậy thì bây giờ dần dần phải cái sự thay đổi này nó sẽ phải tiến dần tới cái việc là từ hai mũi tiêm chủng đầy đủ bây giờ phải nói là ba mũi tiêm chủng mới đầy đủ. Thì quý vị nào có nhu cầu mà phải đi nước ngoài, đi du hành, du lịch trong thời điểm này, nhất là đi tới Mỹ đó, thì quý vị sẽ thấy cái định nghĩa của chính phủ Mỹ về tiêm chủng đầy đủ sẽ dần dần tiến tới là ba mũi chứ không phải là hai mũi nữa theo cái đà tiến triển của Delta hiện nay. Dạ thưa dược sĩ Danny, nói về vaccine rồi thì bây giờ cũng thông tin mới nhất liên quan tới vaccine, đó là vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Ở Mỹ thì mình thấy là vài tháng nay đã cho phép vaccine Pfizer tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, nhưng mà ở độ tuổi 5 tới 11 thì chưa được phép. Và hiện bây giờ thì Pfizer đã có những cái dữ liệu gọi là thử nghiệm lâm sàng đầy hứa hẹn, họ nộp lên cho cơ quan hữu trách và FDA, tức là cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ, CDC là trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ. Hai cơ quan này là hai cơ quan có tiếng nói quyết định trong cái việc cho phép cái mũi vaccine Pfizer cho độ tuổi 5 tới 11. Và mới ngày hôm qua là ngày 26 tháng 10 thì một cái ủy ban cố vấn bên ngoài của FDA họ đã biểu quyết với cái số áp đảo là đồng loạt tán thành cho phép cái mũi tiêm này nơi trẻ nhỏ 5 tới 11. Và sau cái biểu quyết đó thì FDA sẽ tiến tới cái việc là quyết định chuẩn thuận hay không chuẩn thuận. Và tiếp tới là CDC họ sẽ cũng có một cái cuộc họp biểu quyết như vậy, và họ sẽ quyết định là nếu chuẩn thuận rồi, FDA chuẩn thuận rồi thì họ quyết định là tiêm như thế nào cho các em. Dạ thì hiện bây giờ cái câu hỏi của các bậc phụ huynh khắp nơi từ 5 tới 11 tuổi là lứa tuổi quá nhỏ đối với vaccine, thì xin hỏi dược sĩ những điều cần biết về vaccine nơi trẻ em 5 tới 11 tuổi. Nói đầu tiên, tức quan trọng là cái liều lượng. Với độ tuổi nhỏ này thì cái liều lượng mũi vaccine của trẻ em có gì khác biệt so với người lớn hoặc là so với cái lứa tuổi 12 trở lên hay không? Dạ cảm ơn chị Trà My. Cái đây là một cái tin rất là đặc biệt và rất là nóng động cho cái cộng đồng của người Mỹ chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Vì trẻ em ở nước Mỹ là từ 5 tới 11 tuổi thì khoảng 9%, khoảng 28 triệu là nói chung. Thì đây là một cái điều ảnh hưởng cho cộng đồng rất là lớn. Thì nói về cái liều lượng, trẻ em từ 5 tới 11 tuổi thì chỉ chích được coi như 1 phần 3, khoảng là 10 cái microgram của tuổi lớn hơn, là từ 5 từ 12 tuổi lớn hơn.
thì cái thuốc của Pfizer nó cho đứa trẻ từ 11 trở xuống nó khác hơn cái đứa trẻ từ 12 trở lên, thì chích khoảng 0.2 ml thôi, và các em sẽ chích 2 lần giống như người lớn, là cách nhau là 3 tuần hoặc là 21 ngày. Như vậy cái liều lượng chỉ 1/3 so với cái mũi tiêm cho người lớn mà mình thấy trước nay, chỉ 10 microgram mà thôi. Đó là nói về liều lượng. Và cái sự mà gọi là cái thời gian khoảng cách để mà chích 2 mũi, cũng trẻ em cũng cần 2 mũi luôn, mũi 1 và mũi 2. Và cái khoảng cách cũng là 3 tuần mũi đầu rồi sau đó 3 tuần tới mũi 2, nơi trẻ em 5 tới 11 tuổi. Đó là những gì mà họ dự kiến sẽ triển khai với những cái dữ liệu lâm sàng rất là tốt mà họ đã thử nghiệm cho rất nhiều trẻ em, mấy chục ngàn trẻ em rồi, và họ thấy có kết quả rất là tốt đẹp. Thì sắp tới đây dự kiến là ở nước Mỹ này khoảng tuần đầu tiên của tháng 11 là sẽ có vaccine cho 5 tới 11 tuổi ở khắp nơi để mà đẩy tăng cái đà tiêm chủng ở nước Mỹ lên trước cái biến thể COVID và cũng trước cái mùa đông chuyển giao thời khắc đó, thì nó có nhiều cái virus trong không khí, kể cả cảm cúm, kể cả COVID nữa. Thì đây cũng là một trong những cái bước mà họ muốn ngăn chặn cái đà lây lan COVID sắp tới. Sẽ có những câu hỏi về độ an toàn, độ hiệu quả của vaccine cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi với cái liều lượng chỉ 1/3 như vậy, thì an toàn như thế nào, hiệu quả tới đâu? Mời quý vị theo dõi, nhưng mà lúc này thì xin dược sĩ vài phút để trả lời những thắc mắc của những người đang theo dõi chương trình, để họ không có nóng ruột đó. Xin dược sĩ cho hỏi, nếu bị hen suyễn và uống thuốc chống đông máu thì có tiêm vaccine COVID loại nào được? Thì hiện nay thì bác trong cái CDC hướng dẫn thì họ nên chích Pfizer và Moderna, hai cái đều có thể dùng để chích. Moderna hoặc là Pfizer là hai cái vaccine quý vị nghe nói ở Mỹ đang sử dụng, và Mỹ cũng đã tặng cho Việt Nam 12 triệu rưỡi liều vaccine rồi, trong đó cả Moderna có, Pfizer có. Nhưng mà thưa, với cái những người mà có tiền sử hen suyễn hay đông máu vậy đó, thì có quan ngại gì với hai loại vaccine này hay không? Dạ, theo cái dữ liệu thì nó vẫn là an toàn, người ta vẫn coi như nên đi chích thuốc để mà giúp cho. Cái tiền sử đông máu thì nó có liên hệ, cái chuyện đông máu thì nó có liên hệ tới vaccine của AstraZeneca. Mình nghe thấy rất là nhiều những cái dữ liệu trên thế giới là có thể liên hệ tới huyết khối hoặc là đông máu. Thì quý vị nào ở Việt Nam đang tiêm chích AstraZeneca mà có cái tiền sử huyết khối đông máu đó, thì quý vị cẩn thận tham khảo với gia đình, với bác sĩ gia đình, với trung tâm y tế trước khi nhận cái mũi chích đó ha. AstraZeneca thì ở bên châu Âu họ có để rõ ràng trên cái nhãn hiệu của cái vaccine đó là có thể có liên hệ tới huyết khối và đông máu, là một trong những cái phản ứng phụ của AstraZeneca. Còn Pfizer và Moderna không có liên hệ tới phản ứng phụ đó mà liên hệ tới viêm cơ tim, đặc biệt là nơi người trẻ tuổi, một lát nữa mình sẽ tìm hiểu, nhất là đối với con nít Pfizer và mà cho 5 tới 11 tuổi thì viêm cơ tim đáng quan ngại tới mức nào, mời quý vị theo dõi nhé. Dạ, xin hỏi tiếp tục là những câu hỏi của quý khán thính giả. Nếu bị, xin lỗi là nó chạy mất tiêu câu hỏi rồi. Ba em đã tiêm một mũi vaccine AstraZeneca khoảng 1 tháng, bị đông máu não, nhồi máu não, vậy ba em có nên tiêm mũi thứ hai hay là chuyển qua vaccine khác? Thì theo chương trình, nếu mà chích theo cái AstraZeneca thì nó không có nên chích AstraZeneca, nó có thể chích theo Pfizer thì nó sẽ an toàn hơn. Câu hỏi của bạn tín dụng tài chính con mới vừa trả lời rồi ha. Bạn sốt ruột quá, bạn gửi lại rất là nhiều lần. Thì có lẽ là nếu mà bạn chưa nghe được thì lát nữa khi chương trình hết bạn có thể mở lại để nghe sau. Thùy Nguyễn là xin hỏi, bị đau tay tê cứng chân ở tháng từ các tiêm COVID của Mỹ, có đi khám và uống thuốc canxi? Tức là người này bị đau tay, tê cứng chân mà có đi tiêm vaccine của Mỹ, có đi khám uống thuốc canxi B3, giãn cơ, paracetamol, uống không hết. Xin cho loại thuốc nào cho bớt căng bắp chân, ngón chân, tê ngón trỏ, hai ngón kế bên bàn chân, vân vân. Với cái vaccine này thì bây giờ có cái cách nào để mà gọi là chữa bớt những cái triệu chứng tê chân, căng bắp tay, bắp chân đó hay không? Bị đau, có thấy cứng khớp và các ngón. Dạ, thì những cái triệu chứng này nó liên quan về khoa học rất nhiều, thì thành ra những cái này mình nên đi theo bác sĩ chính của gia đình để họ thêm ra để hiểu biết tại sao nó có những vấn đề như vậy.
Còn nếu nó sơ qua bên này thì nó rất là ít tài liệu để mà mình quyết đoán để mà coi như gửi lời lại lại cho bạn. Nó thường thường em nên recommend là nên đi gặp lại bác sĩ để mà bác sĩ chẩn đoán lại là lý do tại sao. Vaccine của Pfizer cho trẻ từ 16, 17 tuổi có bị hành gì không? Có phản ứng phụ gì không? Thì cái số lượng mà bị ảnh hưởng về coi như phản ứng phụ thì rất là ít. Phần đông là coi như bị đau đầu hoặc là mệt mỏi cơ thở hoặc là bị sốt một tí. Rồi thường thường là ngày hôm sau là nó hết rồi. Những cái phản ứng phụ thường thấy là mình thấy uể oải mà trong vòng 1 2 ngày đó. Rồi cũng có người thì phải nóng lạnh cũng có thì cần vài viên Tylenol để mà giảm bớt những cái triệu chứng đó. Câu hỏi của người bạn tiếp theo là tiêm AstraZeneca về đó bị rất là mệt hay là giống như cảm giác như thiếu khí để thở nhưng bắt đầu tập yoga thì người rất nhẹ và khỏe. Đây có phải là những triệu chứng đáng lo hay không? Hay là có cái lời khuyên nào liên quan tới những cái phản ứng phụ kiểu mệt mỏi và thiếu khí thở như vậy hay không? Trường hợp của bạn có thể là nó đã bị ảnh hưởng phụ đặc biệt, nhưng mà thường phần đông thì mình nên uống coi như nếu mà uống Tylenol được có thể giúp cho bạn coi như làm mạnh khỏe mạnh nhanh hơn. Tylenol thì là nó hoặc là ibuprofen hoặc là cái thuốc đó thì nó sẽ giúp cho các bạn. Ibuprofen là cũng là một trong những cái loại thuốc mà mình hay dùng để trị cảm cúm. Quý vị hay uống ibuprofen nhức đầu, sốt, ho gì đó. Rồi Tylenol cũng là một trong những cái loại thuốc thông dụng cho những cái vấn đề đó, những cái phản ứng phụ này nó nhẹ thôi. Không uống thì 1 2 ngày nó cũng tự động nó cũng khỏi. Nhưng mà nếu khó chịu quá thì quý vị có thể can thiệp bằng ibuprofen hoặc là Tylenol. Thưa dược sĩ, vaccine có khuyến cáo tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi hay không? Đó là câu hỏi của Kiều Huỳnh. Nó lại câu nói sao? Vaccine có khuyến cáo tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi hay chưa? Dạ có. Thì vì hiện tại ở nước Mỹ là mình có thể chích từ 12 tuổi trở lên. Thì em bé dưới 18 tuổi mà trong cái trường hợp mà 12 tuổi lên thì có quyền chích, nên chích. Và với vaccine Pfizer phải không ạ? Pfizer, Moderna và Johnson Johnson chưa được chấp thuận cho tiêm ở độ tuổi dưới 18, 18. 18. Chỉ có Pfizer là được tiêm từ 12 tuổi trở lên mà thôi. Nếu quý vị ở Việt Nam và có tiêm vaccine Mỹ đó thì quý vị sẽ thấy là dưới 18 tuổi quý vị có thể xin được Pfizer. Còn nếu mà không có cái vaccine Pfizer thì những cái vaccine khác thì tại vì không có tài liệu nghiên cứu rộng rãi cho nên không ai dám khuyến cáo là dưới 18 tuổi nên nên chích vaccine Trung Quốc hay không, vaccine Cuba hoặc vaccine Nga vân vân thì không có những cái dữ liệu rộng rãi để khuyến cáo rộng rãi riêng đối với vaccine Mỹ với cái sự tiêu chuẩn chấp thuận rất cao, rất gắt gao và cũng là hàng đầu trên thế giới thì hiện bây giờ Pfizer đã cho phép tiêm từ 12 tuổi trở lên. Moderna đang chờ đợi trong vòng chỉ 1 2 tháng nữa thôi là cũng sẽ được tiêm cho cái độ tuổi dưới 18 rồi thưa quý vị. Và tiếp đó sẽ là Johnson Johnson. Dạ xin hỏi một bệnh nhân bị tiểu đường, bị tim, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao, hơn 70 tuổi rồi có tiêm vaccine COVID được hay không? Đây là một cái trường hợp đối tượng mà nên chích vaccine càng sớm tốt vì bạn là những trong trường hợp coi như thuộc cái trình gọi là sức khỏe coi như nguy hiểm thì như vậy nên chích để cho nó an toàn hơn. Nguy cơ cao với nhiều bệnh nền đó. Thì đối với COVID này giới chuyên môn luôn khuyên là những người có bệnh nền, cao tuổi, có nhiều nguy cơ cao thì nên tiêm vaccine hàng đầu. Cho nên là từ ban đầu là họ ưu tiên cho y tế bác sĩ xong rồi tới là người lớn tuổi, người bệnh nền đó quý vị. Thì càng bệnh nền, càng có nhiều nguy cơ thì càng phải nên tiêm vaccine. Và đặc biệt ở Mỹ là cái đối tượng này nè, cái đối tượng nguy cơ cao này còn đã tiêm được cái mũi thứ ba rồi. Đại phần đông dân số chưa được tiêm, nhưng mà người già có bệnh nền, có nguy cơ cao đã được tiêm mũi thứ ba rồi đó. Ở Việt Nam thì không biết có mũi thứ ba hay chưa, nhưng mà rải rác đâu đó thì lâu lâu có trường hợp là tiêm lần 2 3 mũi luôn, có người tiêm 4 mũi luôn thì chẳng thấy không biết là khoa học chứng minh như thế nào thì không biết những trường hợp đó có bị tác dụng phụ tai hại như thế nào không. Nhưng mà quý vị đừng đi ngược lại với những gì tiêu chuẩn nhé. Tiêu chuẩn người ta đã nghiên cứu rõ ràng mũi 1 cách mũi 2 bao nhiêu, cách mũi 3 bao nhiêu và những ai cần tới đâu thôi, chứ đừng có lợi bất cập hại. Nhiều khi thiếu cũng không được mà đủ dư quá thì cũng nguy nha quý vị, đủ thôi. Có nhiều người nói rằng tôi đi vô tôi tiêm một mũi, hoành trở ra vài phút sau tôi tiêm mũi nữa thì không biết những trường hợp đó
có bị vấn đề gì hay không, nhưng mà nó chỉ là những trường hợp nhỏ thôi, cho nên là cũng không có đủ cái khảo sát nghiên cứu để thấy cái sự tai hại. Cho nên quý vị chắc ăn nhất là theo cái số đông, theo tiêu chuẩn số đông đã được nghiên cứu nha. Xin hỏi bị thất tràng tim trái bị giãn, vậy thì có thể tiêm vaccine hay không? Tim trái bị giãn, dạ. Dạ, thì đây cũng là một cái trường hợp mà bệnh nhân cho nên là nên chết Dạ. chậm. Dạ. Một người 37 tuổi bị hen suyễn đã chích một mũi Astra không bị gì, họ hẹn 4 tuần sau chích mũi thứ hai, có an toàn hay không thưa dược sĩ? Ở Hoa Kỳ thì chưa có trường hợp AstraZeneca, nhưng mà thường thường trong vaccine nói chung thường thường họ chích thì cách nhau cái liều lượng cũ là khoảng 28 ngày hoặc là 60 ngày, thì coi lại cái hướng dẫn của AstraZeneca để mà chích theo cái liều lượng đó. Dạ. Đối với vaccine Astra thì quý vị được khuyến cáo là cách nhau là từ 8 tới 12 tuần. Còn vaccine của Mỹ Pfizer với Moderna chỉ 3 tới 4 tuần thôi. Pfizer là 3 tuần, mũi 1 có cách mũi 2 3 tuần. Moderna mũi 1 cách mũi 2 4 tuần. AstraZeneca mũi 1 cách mũi 2 từ 8 tới 12 tuần. Đấy, còn cái mũi 3 thì mình chưa tính tới. Mũi 3 thì trên thế giới hiện bây giờ là ví dụ như ở Mỹ chỉ chấp thuận cho Pfizer được tiêm mũi thứ 3, và mũi thứ 3 đó cách mũi thứ 2 nửa năm. Quý vị nào đã tiêm mũi thứ hai cách đây nửa năm rồi thì hiện bây giờ quý vị có thể tiêm mũi thứ ba nếu quý vị cao tuổi, quý vị bệnh nền, quý vị có nguy cơ cao. Còn đại đa số phần đông mà dân số khỏe mạnh thì chưa được tiêm mũi thứ ba ở Mỹ nha. Dạ, nói như vậy để quý vị biết được là ở Việt Nam á, nếu mà có những cái vaccine của Mỹ Pfizer hoặc Moderna thì quý vị biết thời gian khoảng cách như thế nào. Astra thì đặc biệt kéo dài hơn 8 tới 12 tuần nha quý vị. Dạ, 60 tuổi tiêm hai mũi Moderna sau 2 tháng có hiện tượng giãn gân đầu gối, vậy có bình thường không thưa dược sĩ? Nếu mà cái mũi đầu không có thì cái mũi thứ hai mà cơ hội bị như vậy thì rất là hiếm. Cái này cũng nên đi gặp bác sĩ để xét nghiệm thêm có thể bị thiếu cái gì hay không. Thường thường có thể lớn tuổi mình thiếu những cái vitamin chẳng hạn, nó có thể xảy ra trường hợp trùng hợp như cái lúc mà mình đang chích vaccine. Thế vâng. Có thể ngẫu nhiên trùng hợp chứ không phải do vaccine, thì nên mình phải đi tìm cái nguyên nhân. Dạ, nếu mà bác sĩ theo dõi sức khỏe của quý vị đó tìm ra được cái nguyên nhân căn cơ rồi thì lúc đó thì mình mới biết được là mình nên đối phó như thế nào, hoặc là mình nên xử trí làm sao. Dạ, Bình An xin hỏi là bị động kinh có tiêm vaccine COVID được không, và tiêm loại nào? Bị động kinh có tiêm vaccine COVID được không, và nên tiêm loại nào? Dạ, cái vấn đề đặt kênh thì cũng thích hai loại, cái là Moderna hoặc là cái Pfizer, cái loại nào cũng được tùy theo cái tuổi tác của mình. Dạ. Dạ, Moderna hoặc là Pfizer loại nào cũng được. Dạ. Cho em hỏi, em bị F0 tức là bị nhiễm COVID đó, bây giờ bao nhiêu lâu sẽ chích ngừa lại được? Hiện bây giờ một người đang bị nhiễm thì bao lâu sẽ chích ngừa vaccine COVID được? Dạ. Thì theo hướng dẫn của CDC là khoảng 90 ngày. Dạ. Dạ, CDC ở đây là Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, khuyến cáo là quý vị nào đã hồi phục từ COVID thì đợi 3 tháng thì tiêm mũi vaccine đầu tiên. Và cái mũi vaccine đó, ví dụ Pfizer thì 3 tuần sau tiêm mũi thứ hai, mà nếu Moderna thì 4 tuần sau. Và quý vị tiêm vaccine nào, như Astra thì quý vị chờ 8 đến 12 tuần sau để tiêm mũi thứ hai. Nhưng mà cách cái thời gian quý vị hồi phục phải là ít nhất 3 tháng. Cũng không có khuyên nhiều hơn, là vì cái người hồi phục rồi đó thì có cái kháng thể tự nhiên chống COVID rồi, cũng cầm cự ít nhất cũng được 3 tháng, thì họ nói là cũng không nên tiêm nhanh quá. Trong lúc mà nhiều người khác đang chờ đợi để được có cái kháng thể cơ bản đầu tiên thì mình nhường cho họ trước, rồi mình thì 3 tháng sau thì tiêm. Nhưng mà cũng không chờ quá lâu, là tại vì kháng thể tự nhiên nó sẽ mai một, nó sẽ giảm sút dần theo thời gian chứ nó không ở dài, kéo dài được lâu, hoặc là cũng không mãi mãi nha quý vị. Dạ, xin hỏi dưới 18 tuổi tiêm Pfizer là loại tiêm cho người lớn luôn hay là loại tiêm cho trẻ em? Tức là nói cái liều lượng của Pfizer cho trẻ dưới 18 tuổi nó có là cái liều của người lớn hay là liều của trẻ em, thưa Dạ. dược sĩ? Thì từ 12 tuổi trở lên thì ta chích một cái mũi giống như người lớn là 0.3. Còn cái 5 tuổi tới 11 tuổi kế tiếp đây thì nó chỉ chích có 1 phần 3 thôi. Thì đó là cái chỉ liệu của CDC. Yeah. Dạ, bị sốc thuốc với amoxicillin thì chích COVID được không thưa dược sĩ? Dạ, trường hợp đó không thành vấn đề vẫn chích được, nó không có bị phản ứng. Dạ, một người đã tiêm phòng với cúm
tức là vaccine cúm rồi thì bao nhiêu lâu nên tiêm mũi thứ ba Pfizer? Thì hiện tại thì CDC vẫn hướng dẫn là chích chung một lúc cũng được, cho nên các bạn không cần phải chờ thời gian, nếu lúc nào có được thì nên chích, để chích chung. Dạ. Chích chung là tại vì có người nói là chích bên này một mũi này, bên kia mũi kia, hai tay hai mũi cũng được không sao, nhưng mà chỉ sợ quý vị sợ bị hành đó. Để mình chích flu mình về mình cũng bị hành, chích cúm mà về cũng hành, mà thêm chích covid cũng hành nữa, sợ hai cái nó hành một lúc mà quý vị sợ mình chịu không nổi, chống nổi đó, thì quý vị chờ chút xíu cũng không sao, nhưng mà thậm chí chích cùng một lúc cũng được nha. Nhưng mà chờ đó thì cũng tốt hơn là nếu mà quý vị sợ bị sốc hai cái cùng một lần về vừa nhức mỏi uể oải mệt mỏi đi làm không được, thì quý vị chờ chờ thì chờ bao lâu là lý tưởng thưa dược sĩ, chích Thì mũi flu? thường thường những cái vaccine mà chích nó thì khoảng 14 ngày, mình tách ra 14 ngày thì nó hay hơn, nhưng mà ở đó là cái lý tưởng. Dạ, cách 2 tuần thì chắc ăn ha. Quý vị nào hay bị hành về vaccine á thì chờ 2 tuần đi. Còn nếu quý vị nào có khẩn cấp quá phải đi xa, phải cần tiêm gấp á, thì tiêm 2 mũi cùng lúc luôn, nhưng mà chuẩn bị tinh thần là có thể bị hành, bị vaccine hành. Có lẽ là 1 2 ngày đầu đó rất là khó chịu. Dạ, xin hỏi 60 tuổi ở Mỹ chích Moderna tới mũi thứ hai thì về đau một bên bắp tay rất là đau hơn nửa năm hả? Thì tôi đã chích mũi thứ ba như vậy bắp tay vẫn đau, có bình thường hay không? Thì trường hợp này cũng có thể ảnh hưởng, nó có mà khi mà chích người ta có tới đụng cái dây hệ thống thần kinh của mình, cho nên nó làm như vậy. Hoặc là có những trường hợp khác, có thể là thân thể của mình có thể biến chuyển mà cái xương của mình đã yếu hoặc là gì đó, thì nên khám gặp lại bác sĩ để coi thế như thế nào. Nhưng nếu mà không không có hết, thường thường là chỉ có những trường phản ứng phụ nó chỉ nằm trong 14 ngày thôi. Cho nên nếu mà quá thời gian đó thì nên gặp bác sĩ để coi lại, để có cái trường hợp gì sức khỏe khác hay không. Dạ, dược sĩ Danny đây là đã triển khai cái là trực tiếp tiêm vaccine COVID cho rất là nhiều người rồi. Dạ, hiện bây giờ là xin dạ xin một chút xíu chia sẻ là có những cái trường hợp nào phản ứng phụ ngoài những cái chuyện mà mình nói là mệt mỏi, nóng lạnh vân vân, ví dụ như đau bắp tay lâu lâu ngày như vậy, anh có bao giờ gặp qua hay chưa, hoặc là có những cái phản ứng phụ nào mà bị sốc, bị phản vệ hay cái gì không? Dạ. Thì trong cái quá trình mình chích thuốc, cho cái tập đoàn của mình chích hơn 18.000 mũi, thì nó có những cái trường hợp khác nhau. Phần đông người ta báo lại là bị giống như là mệt mỏi, đau tay, thì thường thường là trong 2 3 ngày là hết thôi. Có những trường hợp người ta báo cho mình biết là có những cái có thể là đổi hệ thống thần kinh, hệ thống hormone của họ nó biến đổi. Thì cũng có những cái trường hợp mà mình không hiểu là nó có phải là nó trùng hợp hay không, nhưng mà cái đây là những cái mình để ý thôi, tại vì nó cũng chưa có những cái trường hợp nó xảy ra như vậy thì mình báo lại cho CDC, rồi CDC nó sẽ tổng kết lại cái những người đó như thế nào. Nhưng mà trước không có trong trong 18.000 người đó thì không có trường hợp nào mà nó xảy ra trong vấn đề nguy hiểm cả. Dạ, và đặc biệt là anh với 18.000 cái mũi tiêm đó thì anh chủ yếu là anh dùng Moderna và Pfizer phải không? Vì ở Mỹ chỉ có 2 loại vaccine đó thôi. Có Johnson Johnson luôn không? Dạ có luôn. Dạ có Johnson Johnson luôn. Thì những cái phản ứng phụ có cái nào mà cái ca nào liên quan tới gọi là huyết khối, máu đông, hoặc là bị sốc phản vệ, hoặc là bị viêm cơ tim hay không thưa dược sĩ? Đối với 2 loại vaccine đó. Thì mình trong cái ba cái vaccine đều Moderna và Pfizer nó có nói về cái vấn đề mà viêm cơ tim, nhưng mà trong trường hợp của bệnh nhân của mình thì không có. Trong cái Johnson thì mình có một trường hợp là một bệnh nhân là có thể là bị coi như bị đông đông máu, thì khi mà mình theo dõi thì gửi bệnh nhân vô bệnh viện, thì khi mà ra thì thật sự là cô ta coi như lo về cái vấn đề, coi như nói là vấn đề là coi như tinh thần không có được coi như mỹ mãn, cho nên cô ta lo lo quá thì ra coi như đi coi bệnh viện, đi xem bác sĩ cho nó an tâm. Thì cuối cùng là xét ra nhiệm thì cô không có bị đông máu, thì đó Dạ. trường hợp của mình thì cũng may mắn. Dạ.
Cảm ơn dược sĩ rất nhiều. Đó là tình hình tiêm chủng ở Mỹ, một cái góc riêng mình nói để mình biết được là cái tỷ lệ như thế nào. Người ta nghe nói Pfizer và Moderna có liên hệ tới những ca viêm cơ tim ở những người trẻ tuổi, nhưng mà cái tỷ lệ nó cũng gọi là hiếm thấy, nó được gọi là định nghĩa là hiếm thấy, tức là trên 1 phần triệu, chứ không phải là cứ 100.000 người là có người đâu. Thành ra cái tỷ lệ nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà người ta cũng khuyến cáo để cho những người vốn có cái tiền sử liên hệ đó thì họ phải biết là cái sự gọi là nguy cơ nếu có thì họ sẽ phải chuẩn bị trước cho mình là nên tiêm hay không, hay là nên hỏi tham vấn những người chuyên môn, những người thăm khám bệnh của họ mà gọi là chăm sóc sức khỏe cho cá nhân của họ đó, để có lời khuyên chính đáng để rất là phòng hờ những trường hợp không may mắn xảy ra thôi đó. Chứ còn với những cái phản ứng phụ, dĩ nhiên thuốc men nào cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ nó không có đến nỗi đáng báo động thì người ta không có gọi là kêu ngưng. Nếu mà quý vị nghe là ngưng tiêm cái này cho người này người kia thì cái đó là cái tỷ lệ nó đã cao. Ví dụ như ở một vài nước ở châu Âu thì họ đình chỉ vaccine AstraZeneca cho phụ nữ ở độ tuổi trẻ, tại vì họ thấy có quá nhiều ca bị cái phản ứng phụ là đông máu đó, huyết khối đó, thì họ đình chỉ, họ không cho phụ nữ trẻ chích Astra. Họ nói người nào chích mũi đầu rồi Astra rồi thì mũi thứ hai phải chích một cái vaccine khác, đặc biệt là thí dụ Pfizer của Mỹ hoặc Moderna của Mỹ. Và em đã chích 2 mũi vaccine rồi mà lại bị dính COVID thì mấy tháng nên tiêm mũi thứ ba thưa dược sĩ? Thì theo cái chỉ định vẫn là 90 ngày để cho mình clear ra, xong rồi bắt đầu chích chích cái mũi thứ ba. Dạ, câu hỏi rất là nhiều mà khi Trà My bấm vô một câu thì nó lại chạy ngược lại từ đầu, nên Trà My phải lội lội xuôi lội ngược để kiếm những cái câu hỏi mới nha. Dạ, AstraZeneca tiêm mũi thứ hai sau 6 tuần được hay không? Thưa dược sĩ. Lúc này mình có nói là khoảng từ 8 tuần cho tới 12 tuần, cái đó là hướng dẫn của AstraZeneca. Dạ. Và bây giờ sau 6 tuần nhà nước mời đi chích thì không biết là bạn này lưỡng lự có nên chích hay không? Thực sự mà nói thì mình không có rành về cái AstraZeneca, tại vì nó không có chỉ đứng trên nước Mỹ, mà cái hồ sơ của nó không có, mình chưa có tham khảo được, thì cái đó chắc là mình phải gửi cho bạn sau. Dạ, tại vì ở Mỹ này thì là chỉ có Pfizer, Moderna, Johnson Johnson thôi, không có tiêm chủng AstraZeneca. Thành ra giới chuyên môn ở Mỹ họ không có điều nghiêng về AstraZeneca nhiều. Nhưng mà nếu như mà ở Việt Nam mà mới 6 tuần mà kêu đi tiêm á, bạn cẩn thận thì bạn cứ nên theo cái tiêu chuẩn của người ta là 8 đến 12 tuần thì bạn chờ. Còn nếu mà bạn thấy COVID ở đó nguy cơ cao, cái sự phơi nhiễm của bạn cao thì cũng có thể bạn lấy cái mũi tiêm nó sớm hơn chút xíu cho yên tâm hơn cũng không sao. Tại vì Trà My trước đây Trà My cũng có nghe ít nhất là phải 8 tuần đó, nhưng mà 6 tuần thì thấy không không biết có trường hợp nào bị cái gì không. Bạn nên tìm hiểu kỹ nha, tại vì ở Mỹ này họ không có áp dụng AstraZeneca cho nên cũng khó khuyến cáo về việc đó. Dạ, 2 mũi tiêm, à tôi tiêm 2 mũi Moderna rồi, bây giờ tôi có tiêm vaccine cúm thường được hay không? Tôi ở Việt Nam. Dạ được. Cái đó nên bê tông này chúng ta đang chuẩn bị về cái mùa đông, thành ra cảm cúm là cái bệnh cần phải nên coi như chích ngừa, càng chích càng sớm càng tốt. Dạ, trường hợp của Minh Châu Võ là tiêm 1 mũi Moderna, mũi thứ hai là Pfizer, vậy 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai rồi đó có thể tiêm tiếp Pfizer hay Moderna, loại nào phù hợp? Thì trong gọi là mix match vaccine thì vẫn cái loại nào cũng được. Cái mặt này đó mà hoặc là Pfizer, tùy theo cái nơi đó nó có như cái chỗ mà chất thuốc hoặc có thuốc gì. Dạ, Kim Sơn Nguyễn có một người bạn đang bị bệnh lupus. Lupus ha, bác sĩ điều trị đang cho sử dụng corticoid hàng ngày. Người này lúc mà tiêm vaccine Pfizer đó thì tự ý dùng corticoid. Vậy thì bây giờ ngưng corticoid này có nên hay không? Mà nếu đã ngưng rồi thì có nên dùng lại hay không? Xin lời khuyên thưa dược sĩ. Cái này mình cũng không có rành về cái thuốc sử dụng của bạn, cho nên là nên để lại cho bác sĩ cho hướng dẫn thêm thì nó hay hơn. Dạ, người vô tình nhiễm COVID rồi tự khỏi bệnh, không có biết, rồi đi chích vaccine thì có bị gì hay không? Trong trường hợp mà mình không biết mình có COVID lúc nào thì cái CDC nó vẫn hướng dẫn là nên chích càng sớm càng tốt. Dạ, tiêm về có nên đi test COVID hay không? Cái đó không cần thiết, tại vì bạn đã chết rồi thì không có nên không 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 có nó không có hướng dẫn gì nên test.
nếu bạn cảm thấy mà mình trong cái trường hợp mà gần gũi những người có bệnh như vậy thì cũng thì nên, nhưng mà cái hướng dẫn thì không có khuyến khích nhiều vấn đề đó. Hoặc là quý vị thấy nguy cơ cao quá, phơi nhiễm cao xung quanh mình, COVID nhiều quá, hoặc là quý vị thấy khó chịu quá, cần thiết thì mình mới xét nghiệm, còn không bình thường thì không cần. Tại vì cái chuyện xét nghiệm nó cũng không phải là người ta khuyến cáo là đại trà muốn xét nghiệm lúc nào cũng được đâu, phải có triệu chứng hoặc là có nguy cơ rủi ro thì mới xét nghiệm, chứ từ bình thường cũng không nên xét nghiệm, tại vì nó chọc ngoáy mũi đó, mà chọc ngoáy mũi nhiều á không có tốt nữa. Nên nó có nhiều khi có nhiều người bị chọc ngoáy mũi là gây ra những cái phản ứng phụ của cái việc chọc ngoáy để xét nghiệm COVID nữa, thành ra đừng lạm dụng nha quý vị. Dạ xin hỏi, chích 2 mũi rồi, bây giờ muốn chích mũi thứ ba cách bao nhiêu lâu? Dạ, thì mũi thứ ba nó hướng dẫn có 2 trường hợp. Nếu mà bạn là người từ trung bình cho tới trầm trọng mà uống thuốc mãn truyền đó, giống như bệnh ung thư hay là cái ung thư, những cái thương nó ảnh hưởng tới đề kháng của mình thì khoảng 2 tháng. Còn nếu mà chích cái mũi thứ ba mà mình theo cái trường hợp mà bạn gọi là coi như đã đi làm việc công cộng mà có thể gần gũi rất là nhiều người thì cách nhau là 6 tháng, ví dụ như thầy giáo, cô giáo hay đi làm những cái việc những nơi mà có thể tiếp cận rất là Y nhiều. bác sĩ, y bác sĩ vân vân, phơi nhiễm nhiều á thì Sao vậy? thì 6 tháng. Cho em hỏi, em tiêm Astra bị dị ứng, vậy đợt sau chích thuốc gì? Thì cái AstraZeneca nếu mà chích mà cảm thấy dị ứng thì mình nên biết cái dị ứng nó như thế nào. Nếu mà dị ứng từ AstraZeneca thì chắc chắn là không nên chích lại rồi. Thì có thể là chích theo theo cái này nên hỏi lại các bác sĩ cho chắc ăn là dị ứng như thế nào. Còn nếu mà không biết thì nên chích lại coi như Pfizer thì nó an toàn hơn. Kiều Huỳnh xin hỏi, Pfizer cho người lớn và trẻ em chung một loại hay có khác liều lượng hay không? Hay là Pfizer cho trẻ em là loại riêng? Thì từ 12 tuổi trở lên thì nó chích chung, còn từ 15 tuổi tới 11 sẽ cái loại Pfizer nhỏ hơn, cái đường lượng nó khác hơn. Là Pfizer nó 2 loại. Xin giải thích giùm, người trẻ tuổi tại sao dễ phản ứng với tiêm vaccine như là bị hành, bị sốt, bị mệt mỏi so với người cao tuổi? Người cao tuổi không bị mà người trẻ tuổi lại bị. Cái này Trâm Y cũng thấy đúng đó nha, tại vì những người thân quen của Trâm Y cũng vậy, cao tuổi không sao hết trơn mà mình về mình giật giả quá trời. Thì cái trường hợp này nó cũng hơi khác một chút, tại vì trong cái hướng dẫn của CDC thì càng trẻ thì lại càng ít hơn. Đó. Thì ví dụ như trong cái bốn trong 3.000 tới cái lứa trẻ mà người ta test từ 16 cho tới 25 tuổi chích thuốc thì cái lứa trẻ càng dưới dưới từ 12 tới 15 tuổi thì người ta phản ứng phụ nó lại càng ít. Nếu mà nói về chung từ cái tuổi trung niên trở lên thì mình cũng có thấy những cái thành phần đó, nó cũng có cái những người báo như vậy, thì mình chưa có hướng dẫn của CDC cho nên không có thể nói theo cái lý luận riêng của mình được. Cái đó, Phải có thống kê và đầy đủ số phải có liệu không? là trên bao nhiêu người thì bao nhiêu người bị thì mới có câu trả lời chính xác được, phải không ạ? Tại vì theo quan sát thì nhiều khi hên xui, Trà My thấy xung quanh mình đó, đối với riêng Trà My nha, thì những người lớn tuổi tiêm tiêm chích về không có sao hết trơn, mà người trẻ thì lại bị hành, bị bật, thì mình cũng nói ủa sao kỳ vậy, không lẽ người lớn tuổi miễn nhiễm cao hơn mình? Nhưng mà cái đó cũng tùy người, phải không ạ? Chứ không phải là đó là mẫu số chung. Tôi đã chích 2 mũi AstraZeneca rồi, bây giờ muốn chích tăng cường mũi thứ ba đó, thì chích loại vaccine nào thưa dược sĩ? Thì hiện tại thì CDC vẫn hướng dẫn là nên mix match, thì chỉ có thể chích những cái loại thuốc nào mà có chỉ có thể lấy được, ví dụ như Pfizer mà cho mà hoặc là nếu mà AstraZeneca nó cho thì theo cái hướng dẫn đó mà làm. Nhưng hiện nếu mà bạn ở Mỹ thì nên lấy Pfizer hoặc là Moderna. Moderna hoặc là Pfizer vẫn là được khuyến cáo nhiều nhất, tại vì cái độ an toàn, hiệu quả nó cao. Như quý vị nha, theo những cái dữ liệu hoặc vừa khảo sát, vừa là thực gọi là thí nghiệm lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng lẫn trên thử nghiệm thực tế, vẫn trên áp dụng thực tế, thì vẫn thấy là Pfizer và Moderna có cái uy tín cao về cái số gọi là cái liều lượng bảo vệ đó, và cũng như là cái độ an toàn nó cũng cao, cũng như là cái phản ứng phụ nó cũng không có gì đáng quan ngại. Thành ra là người ta có nhiều nước đó, người ta tiêm Astra rồi, người ta tiêm cái mũi thứ hai là Pfizer.
hoặc là người ta tiêm hai mũi Astra rồi, người ta muốn tăng cường, người ta cũng dùng vaccine của Mỹ là Pfizer hoặc Moderna để tăng cường cái sự bảo vệ cao hơn. Tại vì Astra cái sự bảo vệ á, nó cũng thấp hơn này, rồi nó lại có thêm nhiều sự cái phản ứng phụ được ghi nhận đây đó đó. Cho nên để yên tâm thì người ta sẽ tiêm bồi, tiêm tăng cường bằng một cái mũi vaccine của Mỹ, Pfizer hoặc là Moderna. Đó là thực tế áp dụng ở nhiều nước trên thế giới chứ không phải là một cái lời khuyên của ai đâu nha quý vị. Đó, thí dụ như ở Đông Nam Á quý vị cũng thấy có rất là nhiều nước họ đã tiêm tăng cường Astra bằng những cái vaccine của Mỹ. Dạ, xin hỏi là một người 78 tuổi bệnh tim mạch đã đặt stent rồi thì mũi 1 Astra, mũi 2 Pfizer được hay không? Dạ vâng, cái điều đó vẫn recommend, cái đó vẫn nên coi như nên chắc dạ. Người ta vẫn hướng dẫn, vẫn cho chỉ định cái điều đó, nên chắc. Dạ. Phan Loan xin hỏi là tiêm hai mũi Astra bị dị ứng ngứa từng mảng, vậy đợt sau nên tiêm loại nào thì tốt? Dạ, cái trường hợp đó thì nên chắc cái Pfizer nó có cái sự an toàn cao hơn, thì nên Dạ. cái nếu mà được. Rồi, mà câu hỏi của một người bạn kế tiếp là tiêm Sinopharm vaccine của Trung Quốc rồi thì có tiêm được Astra hay là Pfizer hay không? Dạ được, người ta hiện nay người ta vẫn cái CDC vẫn hướng dẫn là nên chích những cái gọi là mixed match cái vaccine, nên chích cái loại nào cũng được nếu mà bạn có. Và câu trả lời cho bạn Phương Di đó là cũng trả lời luôn cho bạn Huỳnh Liêm ha, tương tự. Rồi bạn Dân Hiền xin hỏi là một đứa bé vẫn còn uống sữa mẹ thì có tiêm vaccine COVID được hay không? Dạ, cái đó dưới 5 tuổi mình chưa có tài liệu về cái hướng dẫn đó, cho nên là không không nên chích bây giờ, để chờ tới cái hướng dẫn một khi mà chính CDC nó có cái dữ liệu thì mình mới biết là cái sự an toàn như thế nào, có thể là thuốc nó điều lượng lượng thuốc nó có thể chỉnh lại, có thể ít hơn hoặc là như thế nào đó, hiện nay là không nên. Dạ, xin hỏi là nếu người bị tai biến mạch máu não rồi thì tiêm vaccine Pfizer hay là vaccine Trung Quốc thì ổn? Dạ, thì theo cái sự an toàn thì nếu mà có sự lựa chọn thì em nên chích hướng dẫn là nên chích Pfizer nó hay hơn. Dạ, tiêm hai mũi Pfizer rồi, mũi hai, tiêm một mũi Pfizer rồi, mũi hai tiêm loại khác có được hay không? Hiện nay ở CDC vẫn hướng dẫn là nên chích cùng một cái loại mà mình có gọi là mRNA đó. Thì ví dụ như bạn chích Pfizer thì nên chích Pfizer. Nếu bạn có Moderna thì cũng theo chích cái Moderna. However, nếu mà bạn không có thể lấy được cái Pfizer thì chích Moderna vẫn được nếu cái đó là bạn có. Dạ, vaccine mRNA là theo cơ chế bào chế theo cái thể thức là mRNA đưa tín hiệu di truyền của COVID á, tín hiệu di truyền cái gai thôi, protein của COVID vào trong người để mình tạo đề kháng, mình chống lại. Thì có hai loại vaccine mRNA mà quý vị thấy đó là Moderna và Pfizer. Thì nếu mà nói về có cái lời khuyên là cùng nên đi theo một loại mRNA, tức là quý vị hiểu là có Pfizer và Moderna, quý vị có thể chích trộn lẫn với nhau được. Không sao. AstraZeneca thì là một cái công thức của virus vector, nó khác với lại Pfizer và Moderna nhé. AstraZeneca họ dùng virus yếu đi, không bất hoạt, không còn hoạt động nữa đó, họ đưa vào người. Thì cái AstraZeneca đó nó cùng một cái công thức bào chế cùng kiểu giống như là Johnson & Johnson. Đó, thì nó có hai loại công thức khác nhau để quý vị phân biệt. Khi quý vị nghe mRNA thì quý vị hiểu là nó là cái gì. mRNA hiện bây giờ nó là Pfizer và Moderna đó quý vị. Bây giờ nói về vaccine Pfizer cho độ tuổi nhỏ 5 tới 11. Hồi nãy mình có nói rằng là Mỹ sắp sửa chuẩn thuận cho con nít 5 tới 11 chuẩn bị được tiêm chủng đại trà ở Mỹ trong vòng một tuần tới đây nữa thôi. Thì bây giờ cái câu hỏi là vaccine cho độ tuổi này an toàn như thế nào thưa dược sĩ? Dạ, thì theo cái thống kê và cái safety data nó học hỏi của công ty Pfizer đó, thì họ thấy là trong cái thử nghiệm 4.500 bệnh nhân từ lứa tuổi từ 16 tới 25 thì khoảng hơn 3.000 chị em không có bị ảnh hưởng nặng, phần đông thì bị sốt hoặc là đau cơ ấu giống như các bạn đã thường có chích qua thì có biết như vậy, không có tình trạng nguy hiểm, nhưng mà rất là ý thú là có cái data nó nhìn thấy là cái lứa tuổi từ 12 cho tới 15 tuổi ít bị phản ứng phụ hơn là những cái lứa tuổi mà từ 16 tới 25.
Cho nên mình cảm thấy là cái điều này là nó an toàn cho các lứa trẻ từ 5 tới 11. Cái đó là cái dữ liệu mà nó cho ta thấy hiện nay. Dạ, đó là nói về độ an toàn. Quan trọng là bây giờ hữu hiệu vaccine Pfizer cho độ tuổi 5 tới 11 hiện bây giờ đang được xem xét để cho sử dụng đó, thưa dược sĩ, thì hữu hiệu ra làm sao, bảo vệ được tới đâu? Thì theo cái dữ liệu cho thấy là cái đứa trẻ từ 5 tới 11 mà Pfizer họ báo ra thì là cứ em chích sau 2 mũi thì sẽ được 90 khoảng 91% khoảng là 90.7% để chống lại coi như dịch COVID-19. Dạ, Là cái đó. trên 90%. Dạ. 90%, dạ. Dạ. Có nhiều người thắc mắc là mình nhìn chung trừ từ đầu đại dịch tới giờ, từ năm ngoái cho tới bây giờ thì thấy trẻ em là cái thành phần mà ít bị COVID ảnh hưởng tai hại nhất, tức là trẻ em dù gì đi nữa nó cũng an toàn trước COVID so với người lớn hoặc là so với người cao tuổi. Vậy thì tại sao phải tiêm chủng cho trẻ em, nhất là trẻ em ở độ tuổi quá nhỏ, mà tôi cũng lo là vì là con nít nhỏ nè, rồi vaccine cũng mới mẻ nè. Rồi lỡ trước mắt 1-2 năm chưa thấy gì mà 10 năm 20 năm có gì thì sao? Câu câu hỏi này thì giới chuyên môn trả lời như thế nào? Tại sao trẻ em tương đối an toàn trước COVID mà vẫn phải tiêm vaccine? Dạ vâng, thì đây cũng là một cái điều mà chính bản thân tôi cũng có đứa em, cái con gái là dưới 11 tuổi, cho nên tôi cũng chia chia cùng tình cảnh với các bạn. Thực sự cái tuy là lứa trẻ ít bệnh, nhưng mà cái này là sức khỏe công cộng nói chung. Hiện nay là theo cái dữ liệu cho thấy là một số đứa trẻ bây giờ là nằm trong bệnh viện nhiều hơn là lúc trước, chứng tỏ là cái sự đề kháng đó không, những cái sự mà coi như ảnh hưởng của virus nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Ví dụ các bạn thấy là giống như những cái strain khác, nó giống như Delta nó đến thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ biến chuyển cái sự ảnh hưởng dưới đứa trẻ. Nên cái đây là sức khỏe công cộng nói chung. Thì đứa trẻ bây giờ là 9% của toàn quốc là khoảng 28 triệu. Các em nên chích đỡ bao giờ, bản thân mình cũng giống như chích chickenpox, hoặc là những cái ở nước Mỹ chích chickenpox hoặc là rubella hoặc là rotavirus đó. Tức là giống như là chích trái rạ, thủy đậu, đậu mùa, rồi rubella rồi đó, trẻ em nên chích những cái đó thì bây giờ cũng nên chích COVID luôn, tại vì nó cũng là một trong những cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Dạ, Vâng. trẻ em ở Mỹ thì quý vị thấy là đi học đó là phải có một cái danh sách 10 loại vaccine phải tiêm chủng mới được đi học. Thì bây giờ họ muốn đưa COVID vaccine, tức là vaccine tiêm chủng COVID vào cái danh sách đó luôn. Đi đầu là tiểu bang California, họ đang dự tính là một khi mà FDA chuẩn thuận cho vaccine nơi trẻ nhỏ từ 5 tới 11 tuổi là California sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên trên nước Mỹ bắt buộc trẻ em tiêm chủng COVID mới được tới trường, giống như là tiêm rubella, thủy đậu, trái rạ sao đó. Thì bây giờ có thêm COVID nữa, em nào không chích thì ở nhà tự học độc lập. Đó là cái kế hoạch của tiểu bang California, mặc dù vẫn còn gây tranh cãi là vì ở nước Mỹ người ta bảo vệ quyền tự do cá nhân vân vân đó, thì cũng có nhiều người phản đối. Nhưng mà vì như tiến sĩ như dược sĩ Danny có nói là cái sức khỏe cộng đồng nói chung là cái miễn dịch cho cộng đồng, cho nên là cái sự cần thiết là cần phải tiêm ngừa để phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dạ, xin anh tiếp lời. Thì trong cái lứa trẻ này cũng có những em bé có thể mang bệnh rồi về lây lại những người bác lớn, những như cho bố mẹ hoặc là những cái ông bà ngoại, những người lớn tuổi thường thân thở của họ cái sự đề kháng thấp, cho nên là mình nên coi như sức khỏe nói chung thì nên, nếu được cho chích thì nên an toàn là vẫn là trên hết. Xin ạ. Dạ, bây giờ nói về phản ứng phụ vaccine cho trẻ em 5 tới 11 tuổi đó, theo những cái gì nghiên cứu ghi nhận được thì có những cái phản ứng phụ nào đối với vấn đề viêm cơ tim ở cái độ tuổi này, hệ trọng ra làm sao? Vì tôi nghe nói Pfizer, Moderna mà cho lứa tuổi từ 12 trở lên là có phản ứng phụ viêm cơ tim. Vậy thì từ 5 tới 11 tuổi ghi nhận những phản ứng phụ gì? Viêm cơ tim có quan trọng, hệ trọng đối với cái lứa tuổi này không, như là một phản ứng phụ hay không? Thì phản ứng phụ nó nói chung thì thường thường vận động thì người ta bị đau nhức hoặc là coi như mệt mỏi, đau đầu, đau cơ. Cái vấn đề nghiêm trọng là viêm cơ tim thì cái đó là nguy hiểm. Nhưng mà phần đông theo cái dữ liệu mà tài liệu mà người ta cho thấy trong cái lứa trẻ càng nhỏ thì nó lại ít cái cơ hội bị về viêm cơ tim, nó ít hơn là cái số lượng của người lớn. Tất nhiên cũng có thể những trường hợp nó xảy ra thì mình theo dữ liệu thì mình sẽ biết sau, nhưng mà cái hiện nay cái dữ liệu nó cho thấy là
đó là một cái sự an toàn, mà càng trẻ thì chích cái này nó an toàn hơn là cái người lớn. Hy vọng. Dạ. Trước khi mình chuyển qua một cái chủ đề mới, tức là thời gian lây lan của bệnh nhân COVID, thì xin dành vài phút để trả lời những thắc mắc của quý vị đang theo dõi chương trình ở đây. Theo thông tin Việt Nam thì Mỹ tiêm vaccine cho trẻ trên 12 tuổi là trên 50%. Xin hỏi thông tin này có chính xác hay không? Và việc tiêm vaccine cho trẻ có cần thiết hay không liên quan tới điều mình đang nói? I'm sorry. Cái Dạ, tức là cái thông tin nói là Mỹ đã tiêm vaccine cho trẻ trên 12 tuổi trên 50%, đúng hay không? dạ đúng. Dạ, cái trường này trên nước Mỹ người ta chích hơn nhiều hơn khoảng 70-75%. Dạ, cho lứa tuổi trên 12 đó. Dạ, và việc tiêm vaccine cho trẻ em có cần thiết hay không? Thì hồi nãy mình mới vừa giải thích rồi. Dạ, là vì cái miễn dịch cộng đồng trẻ em, nếu không có sao thì cũng có thể lây cho người khác. Nếu mà trẻ em bị nhiễm COVID mà qua được, lướt qua được, nhưng mà cái nguy cơ là lây cho cha mẹ ông bà vân vân, thì cái đó là cái lý do vì sao người ta khuyên là tiêm chủng đại trà. Dạ, tại sao đã chích ngừa hai mũi vaccine vẫn bị nhiễm COVID thưa dược sĩ? Dạ, thì tùy theo cái đề kháng của mình, có một số bệnh nhân mà mình nói trên đó là họ bị coi như từ gọi là bệnh mãn tính, giờ thì coi như sau 3 tháng, 2-3 tháng thì cái đề kháng của họ yếu dần, cho nên là nó bị trường hợp đó. Thì mình Dạ. Câu hỏi kế tiếp này dù mình đã nói rồi nhưng mà vì có nhiều người lâm vào tình trạng này cho nên Trà My xin hỏi lại lần nữa để nhắc nhở cho quý vị. Người đã khỏi bệnh COVID kháng thể COVID cả đời có đúng hay không dược sĩ? dạ không. Sau khi bạn qua cái nhiễm nhiễm bệnh rồi thì có thể đề kháng cho tới khoảng 90 ngày người ta bắt đầu chích lại, cho nên càng chích càng sớm càng tốt. Dạ. Dạ, và bây giờ xin tìm hiểu về cái việc là một bệnh nhân COVID thì cái thời gian của họ đã lây lan như thế nào. Một cái người bị COVID thì có thể là một ngày tự động khỏi, một tuần, cũng có khi một tháng, cũng có khi kéo dài hơn. Nhưng mà cái thời gian trung bình để một bệnh nhân COVID lây lan cho những người xung quanh, theo khoa học ghi nhận là trong thời gian bao lâu, thưa dược sĩ? Thì lúc đầu thì người ta nói là 14 ngày, nhưng mà hiện nay thì chỉ cho đến 10 ngày nếu mà bạn không có symptom thì mình test cái COVID test á, trong cái lần đầu tiên cho đến 10 ngày thì mới hết. À, dược sĩ mới nhắc tới là tức là symptom tức là không có triệu chứng nữa đó thì Yeah. đi xét nghiệm. Dạ, và sau khi mà tôi không có triệu chứng trong nhiều ngày, tôi COVID nha, nhưng mà rồi tự nhiên nhiều ngày tôi thấy hết triệu chứng rồi, thì lúc đó tôi có cần tiếp tục cách ly hay không và tôi có cần tiếp tục xét nghiệm bao nhiêu lần nữa? Dạ, yeah. Thì trong cái gây bệnh thì có thể đến tới từ lúc nãy mình quên nói là khoảng tới 20 ngày, tùy theo cái có thể đến tới 20 ngày. Thường thường ở trong 10 ngày thì bạn nên test một cái PCR, một cái test PCR để chứng minh là mình không có bệnh nữa. Thì lúc đó là thường thường trong 24 tiếng hồ bạn có thể đi sinh hoạt bình thường. Nếu mà không Dạ. có chứng, dạ. Dạ, sinh hồ một em bé 18 tuổi tiêm một mũi của anh tức là tiêm Astra bị sốt nhức đầu mạnh, gân cổ căng cứng. Vậy mũi 2 có nên cho tiêm Pfizer hoặc Moderna được không? Dạ được, Pfizer mà trong là vẫn được. Dạ, đã tiêm một mũi vaccine Astra rồi có cần phải đi xét nghiệm COVID 7 ngày một lần hay không? Cái đó không cần thiết, nếu trường hợp bạn gần gũi những người nào bệnh hoặc là mình có cái triệu chứng bệnh thì nên, còn không thì không nên. Dạ, thời gian của dành cho chương trình cũng đã hết rồi, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà mình thấy nhanh quá, tại vì những thông tin của mình quá nhiều mà cái sự theo dõi của quý khán thính giả cũng cao, những cái câu hỏi dồn dập và những thông tin bổ ích mà tiến sĩ mà dược sĩ Dani đã dành cho chương trình ngày hôm nay đã cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề vaccine COVID. Mình nên hiểu rõ là người nào cần dùng loại nào, mũi tiêm thứ ba, thứ tư cách nhau ra làm sao, cũng như là cho trẻ em 5 tới 11 tuổi sắp tới đây đó thì mình nên đón nhận, mình chuẩn bị cái tâm lý như thế nào và nên quyết định cho trẻ tiêm ra làm sao. Thì đó là những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị trong vòng 1 giờ đồng hồ qua trong chương trình hỏi đáp trực tiếp hàng tuần tối thứ tư. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên để chúng ta có cơ hội cập nhật thông tin mới và giải đáp những thắc mắc của mình trong diễn tiến đại dịch COVID vẫn còn. Con người bị nhiễm bệnh, con người bị tử vong vì COVID thì mình phải còn tìm hiểu và cẩn thận hơn nữa. Nhưng mà vaccine chỉ là một cái công cụ, một cái khiên bảo vệ, che chắn bảo vệ cho mình một cách gọi là phần nào thôi.
Một phần khác quan trọng hơn vẫn là mình phải cẩn thận kỹ lưỡng, xin nhường lời cho dược sĩ những cái biện pháp nguyên tắc an toàn tuyệt đối phải tuân thủ ngoài vaccine trong cái thời đại dịch này. À, ngoài cái vấn đề vaccine mình có thể chích đó và mà bổ sung cho để bảo vệ bản thân ta, thì cái nguy hiểm bên ngoài vẫn còn liên tục, cho nên các bạn ra những nơi đông công cộng đông đông người thì nên đeo cái mask để mà bảo vệ cho mình, và luôn Khẩu luôn trang. khẩu trang, thì luôn luôn vẫn đem theo những cái hoạt động bình thường của mình, giống như mình dùng những cái gì mà dơ dãi hoặc là bẩn thì mình cũng nên coi như lau tay, rửa tay mình, hoặc là mình dùng những cái chất mà rửa tay của mình. Đó là những cách mình cần phải nên làm thường ngày thôi. Như vậy Và cũng không. giãn cách xã hội quan trọng nha quý vị. Không, thời điểm này là không có gần gũi nhau được, ôm hôn thắm thiết này kia, thì cái đó là hoàn toàn nguy hiểm trong giữa cái thời đại dịch. Quý vị biết là người Pháp đó, họ có một cái truyền thống văn hóa rất là đẹp lâu nay là gặp nhau một cái mừng rỡ ôm hôn thắm thiết, nhưng mà trong thời đại dịch là không còn chuyện đó nữa, giữa mẹ với con cũng đứng cách xa nhau 2 mét luôn. Thì những cái nơi nào vẫn còn dịch hoành hành thì quý vị nên giữ cái khoảng cách an toàn càng sớm càng càng nhiều càng tốt, và tránh tập trung, tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Cực chẳng đã quý vị phải đi ra ngoài làm ăn sinh sống buôn bán thì đó, phải khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên, đừng đưa tay lên mặt, tại vì cái tay đó là cái nguồn lây bệnh đó, mình đem bao nhiêu vi trùng mình đưa vào người bệnh qua mắt mũi miệng, đó là cái đường, đó là cái đường quan trọng nhất. Chứ còn vaccine có rồi mà quý vị không cẩn thận cái tay, hoặc quý vị không che chắn khẩu trang vân vân, quý vị sáp lá cà như vậy thì quý vị vẫn bị covid như thường nha quý vị. Vaccine không phải là cái loại cái liều thuốc mà 100% bảo vệ an toàn đâu, hiện bây giờ quý vị vẫn nghe nó ở 90% đó, thì vẫn còn 10% rủi ro mà đó, thành ra là người ta phải tiêm tới mũi thứ ba và bây giờ sắp sửa tới mũi thứ tư luôn rồi. Thành ra quan trọng là 5K, ở Việt Nam quý vị biết 5K rồi đó, thì đó là cái nguyên tắc an toàn tối thiểu nhất. Cảm ơn dược sĩ Danny rất là nhiều, bạn phi đoàn có lời bình luận là rất quý giá, xin chân thành cảm ơn. Dạ, một chương trình rất là bổ ích, bạn Sinh Hồ xin gửi cái lời khen tặng đó đến dược sĩ Danny Đặng. Trà My cảm ơn dược sĩ Danny Đặng rất là nhiều và cảm ơn quý khán giả đã ở tới giờ này để theo dõi chương trình đến phút cuối. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ tư tuần sau cũng cùng giờ nha quý vị, 10:30 tối giờ Việt Nam chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn dược sĩ Danny Đặng. Dạ, Cảm ơn chị và quý khán giả. Xin yeah, chào. xin hẹn gặp lại. Dạ vâng. Xin chào.